Nguyễn Khôi xin kính chào Tái Ngộ, quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyễn Khôi và xin kính chào Tái Ngộ quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ thì Hoàng Tuấn xin phép được trả lời thư. Trước hết thì chúng tôi xin cảm ơn có một vị gửi cho chúng tôi hai bức hình lấy được trên mạng. Một bức hình là Tổng thống Ngô Đình Diệm khi sang Mỹ và một bức hình là của ông Nông Đức Mạnh khi sang Tàu. Thì hai cái thái độ của tư bản và cộng sản nó khác hẳn nhau. Hai phong cách nó khác hẳn nhau. Khác là sao anh? Quý vị xem rồi quý vị sẽ thấy. Tức là bên kia thì tôi thấy Tổng thống Ngô Đình Diệm bắt tay vui vẻ. Còn bên một hình thì ông Nông Đức Mạnh thì hình như cái đầu cúi hơi thấp. Thì cái đó là tùy quý vị nhận xét ha. Hai cái phong cách tư bản và cộng sản nó khác nhau. Cảm ơn quý vị. Có một người bảo rằng hai cái ông này nói nhảm hay để cho chúng tôi được bình yên. Thì quý vị, chúng tôi nói trên đài, chúng tôi cũng chả quấy phá gì quý vị. Còn muốn được bình yên, quý vị ở trong nước đó, thì nhờ ơn đảng và nhà nước giữ gìn trật tự an ninh xã hội, công an đừng có đánh dân, đất của nông dân đừng có lấy, và bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải để cho Trung Cộng nó đừng có bắt ngư dân mình. Thế mà chúng tôi cũng không làm cái việc đó. Dạ. Có một người đó là phê bình kịch liệt hai anh. Chương trình hai anh thời lượng còn ít quá, còn thiếu cái mục kể chuyện danh nhân như bác Hồ Kính Yêu. Chuyện bác có vợ, chuyện bác có nhiều bút danh, có nhiều trước tác để đời, nhà đình nhật ký trong tù, vừa đi đường về cái chuyện vân vân. Thưa quý vị, chúng tôi đọc báo đảng và nhà nước thì chúng tôi đợi khi nào đảng và nhà nước công bố cái chuyện mà bác Hồ có vợ thì lúc đó chúng tôi mới đọc được. Còn bây giờ đảng và nhà nước không nói thì chúng tôi không dám nói tới, bởi vì chúng tôi đọc báo lệ phải mà, xin cũng thông cảm cho. Và có thông thêm câu là đừng có nói là tôi nhảm nhí nha, tôi làm theo bác Hồ và bác Đồng thôi. Một người đề nghị là ở trên Facebook đó, quý vị có thể vô Facebook đánh cái chữ đọc báo Vẹm thì quý vị có thể xem được, rồi có thể share với người khác. Có một cháu nói là cháu ra ủy ban phường, cháu thấy có người ta viết tắt bốn chữ là XDJN, cháu không hiểu. Thì hỏi với người khác thì người ta nói đó là cái chữ xóa đói giảm nghèo. Mà theo ý riêng của cháu thì cháu nghĩ là xóa đảng thì giảm nghèo dễ hơn. Cảm ơn. Nhưng mà có nói nữa là chào chú. À quên, chú đừng có nêu tên cháu nha, nếu không chú phải bảo lãnh cháu qua bên đó ở với chú luôn. Một người khác đó là ký tên ở Bút Lông. À, hai anh nói về Biển Đông thì phải nhớ chủ trương của đảng là kiềm chế, nghĩa là nó hút vỡ tàu, đám tàu thì tới về tới đóng lại. Nó cướp người của ta thì tới về tới mua cái mới, nó đánh người của ta bị thương thì đưa về đi bệnh viện, nếu chết thì chôn. Quân đội và công an còn phải làm những nhiệm vụ tối quan trọng, cấp bách mà đảng giao phó, tức là thường trực để sẵn sàng trấn áp biểu tình chống Trung Quốc xâm lược trên khắp đất nước. Còn phải hỏi cung, này, làm án, lập hồ sơ truy tố họ nữa. Còn rất nhiều công trình trọng điểm quốc gia đang phải cưỡng chế giải phóng mặt bằng để thi công trên cả nước. Nạn ma túy buôn lậu, lâm tặc giao thông hỗn loạn, tội phạm quốc nạn tham ô tham nhũng, đặc biệt là phản động thì nhiều vô kể, kể cả tôi và hai anh nữa. Còn phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các doanh nghiệp và người Trung Quốc ở nước ta nữa chứ. Còn một lực lượng trung thành tinh nhuệ với vũ khí tối tân phải bảo vệ đảng, lãnh đạo đảng và nhà nước. Tôi là người trong nước nên rất biết sự việc này. Từ nội dung trên đây, một lần nữa tôi khẳng định, đây là sự lãnh đạo tài tình của đảng. Đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay. À, rồi. Cục bài quá ha. Rồi, một người khác nói là cháu cũng không đồng ý với các chú. Các chú bảo là nhà giàu ở Việt Nam thì là hách dịch, không có làm từ thiện. Cháu cũng đi làm từ thiện, cháu không phải nhà giàu, nhưng mà cháu cũng thấy có những người giàu đi làm từ thiện ở Việt Nam. Thì thưa quý vị, hôm trước chúng tôi không có bảo là những người giàu Việt Nam là sống mà hách dịch hay là không có làm từ thiện. Chúng tôi chỉ nói là cái việc mà gây quỹ đó, có người đề nghị gây quỹ để giúp cho ngư dân và cảnh sát biển, thì chúng tôi đề nghị là cán bộ đảng viên phải làm trước, bởi vì cán bộ đảng viên giàu quá. Nhà cao cửa rộng, gửi con đi du học ở nước này nước khác, rồi tiền đô la gửi qua ngân hàng nước ngoài, cho nên đảng viên cán bộ làm trước thì những người khác làm sao. Chúng tôi chỉ đề nghị vậy thôi. Xin mời Nguyễn Khôi. Vâng, Nguyễn Khôi thì nhận được một lá thư từ văn phòng của bác sĩ Thomas Trọng Võ có gửi cho chúng tôi, và trong cái phong bì đó thì có một cái lá thư của một đồng hương từ bên Đan Mạch, chắc là coi trên YouTube và ghi được cái địa chỉ của bác sĩ Thomas Trọng Võ có gửi đến cho bác sĩ và nhờ chuyển cho Nguyễn Khôi và Hoàng Tuấn của chương trình Đọc Báo Vẹn. Bên Đan Mạch chúng tôi đang có phong thư trên tay, có con tem Đan Mạch rất là dễ thương, thưa quý vị. Hai con tem của Đan Mạch dễ thương hoàn toàn. Cái hình nó rất là an bình. Hai cái bông hoa đẹp quá. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đặc biệt với vị khán thính giả này thì cảm ơn anh hay chị đó từ Đan Mạch xem chương trình rồi là viết thư cho chúng tôi, chia sẻ những cái cảm nghĩ qua những cái vần thơ chúng tôi đã có dịp đọc. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cũng cảm ơn văn phòng bác sĩ Trọng Võ đã chuyển các lá thư này đến cho Đài Quê Hương. Rồi bây giờ thì như thế này. Lúc nãy Hoàng Tuấn nghe Nguyên Khôi nói cái chuyện là
chuẩn bị mọi khả năng để bảo vệ chủ quyền đó. Yeah. Cái việc mà bảo vệ chủ quyền đất nước là cái chuyện rất là quan trọng. Thì chúng tôi cũng có một bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không biết bài báo của anh nó có những cái lời lẽ là rất ư là nồng nàn thâm thiết của Tổng Bí thư không ạ? Dạ không, chúng tôi chỉ có bên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ông Nguyễn Văn Nên thôi. Cho nên chủ tịch anh lớn thì anh đọc trước đi. Tổng Bí thư chứ. Tổng Bí thư thì anh còn lớn hơn nữa thì anh đọc trước. Tổng Bí thư nói như thế này. Theo Tổng Bí thư thì Trung Quốc là nước láng giềng ăn đời ở kiếp, nên chúng ta phải chung sống hòa bình thì mới phát triển được đất nước. Những người đặt giàn khoan trong thềm lục địa của Việt Nam khác với 1.3 tỷ người dân Trung Quốc. Như vậy là hai cái thành phần này nó khác nhau. Yeah. Xây dựng tình hữu nghị đồng thời phải giữ được chủ quyền. Đấu tranh với Trung Quốc là việc lâu dài, chúng ta phải làm sao khẳng định được chủ quyền để lấy lại Hoàng Sa. Có ý kiến băn khoăn chiến tranh xảy ra thì sao? Chúng ta phải chuẩn bị mọi khả năng, song chúng ta mong là nó không có xảy ra. Tổng Bí thư nói và khẳng định đảng, nhà nước, quốc hội trên dưới một lòng, làm hết trách nhiệm của mình. Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh bằng mọi biện pháp, song đấu tranh hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, kể cả đấu tranh về pháp lý. Tức là nhất định là phải như vậy. Tổng Bí thư khẳng định là phải chuẩn bị mọi khả năng để bảo vệ chủ quyền. Và thưa quý vị, thì chúng tôi chỉ thắc mắc trên thế này, tôi không biết là Tổng Bí thư có thật lòng hay không. Bởi vì nếu sai được câu hỏi vậy. Tại vì chúng tôi có suy nghĩ như thế này nè, nếu thực sự Tổng Bí thư, Quốc hội, Đảng và Nhà nước đó thực tâm chống Trung Quốc xâm lược đó, và có thể chiến tranh có thể xảy ra. Thì cái việc trước tiên á là phải thả nhạc sĩ Việt Khang ra chứ. Nhạc sĩ Việt Khang viết bài hát rằng là Việt Nam tôi đâu, Việt Nam tôi đâu mà. Đã nói lên cái trăn trở của một người dân yêu nước, sợ là Việt Nam không còn nữa khi mà Trung Cộng nó xâm lăng. Thế thì mình vẫn còn nhốt nhạc sĩ Việt Khang. Đáng lý là nhạc sĩ Việt Khang phải được trao bằng khen, là phải khen thưởng nó mới đúng. Nhưng mà không trả tự do cho những người chống Trung Quốc xâm lược mà bảo rằng là mình phải chuẩn bị chiến tranh thì cái việc này phải coi lại nữa. Nhưng mà tôi có một cái ưu tư lo lắng nó thật hơn, nó gần gũi hơn, nó thực tế hơn, thưa anh Hoàng Tuấn. Dạ, sao? Tôi sợ nếu mà chiến tranh nó xảy ra thì bây giờ mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Tại vì tôi có một cái đề nghị, nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng hay là ông Nguyễn Tấn Dũng hay là ông Trương Tấn Sang nghe được, hay quý vị trong Quốc hội mà nghe được, phải làm ngay nếu được, làm ngay ngày mai. Là phải đổi cờ. Lý do tại sao anh? Lý do là tại vì bây giờ nếu mà hai bên chiến tranh nó xảy ra, đánh nhau. Thì bây giờ một bên cũng cờ đỏ, để cũng bắn nhau với bên cờ đỏ. Cờ nó y hệt nhau. Đỏ bắn cờ đỏ. Mà lại sao rồi, vàng nữa. Rồi sao vàng bắn sao vàng. Rồi sao phân biệt được. Rồi sao anh phân biệt được cái cờ nó y hệt nhau, nó giống nhau, nó cùng một gốc với nhau. Nó cùng là anh em ngày xưa, rồi giờ bắn nhau là sao? Thì tôi là tôi sợ như thế này, anh nói thì tôi cũng đồng ý. Tôi sợ là ở ngoài biển đó anh. Những khi thời tiết xấu đó. Rồi những khi bắn, rồi khi mà đạn pháo mà. Rồi khói nó bay lên, rồi thời tiết gió xấu. Rồi mình lại cứ thấy cờ đỏ. Rồi năm sau mình không bắn, mình cứ nhai một sao mình bắn thì lúc đó còn chết dở nữa. Mà để cho cái bọn mà tư bản, cái bọn mà thù địch nó nhìn và nó cười chắc. Thì đó, tại vì Bộ trưởng Quốc phòng đã nói rằng là cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là anh em, giống như chuyện trong nhà. Thế thì chẳng lẽ mình chuẩn bị chiến tranh rồi lại cờ đỏ bắn cờ đỏ, sao vàng bắn sao vàng. Cái đó chắc là phải đổi ngay từ bây giờ. Rồi. Mai mốt có chiến tranh xảy ra thì ít nhất mình cũng phân biệt được. Hay là bây giờ mình đổi là thay vì cờ đỏ mình đổi là cờ vàng. Sao vàng thì bổ là sao đỏ chẳng hạn như vậy. Hay là... Duyệt. Ý kiến này duyệt. Rồi. Xin phép quý vị nói về cái chuyện mà phải bảo vệ chủ quyền đó. Thì trong khi Tổng Bí thư thì nói như vậy. Nhưng mà chiều ngày 3 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết đã báo cáo với huyện về việc Hải quân Trung Quốc bắt giữ tàu cá của ngư dân trong xã khi đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam. Sáng cùng ngày khi đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam thì tàu cá của Quảng Ngãi với công suất 100 CV thì xin lỗi quý vị. Là mã lực đó. Mã lực đó. Yeah. Của ông Võ Đạt bị nhiều tàu của Hải quân Trung Quốc vây bắt. Trên tàu lúc này có thuyền trưởng Võ Tấn Tèo cùng với 5 ngư dân hành nghề giả cào đôi. Và sau khi bị bắt thì binh sĩ Trung Quốc vẫy tay ra hiệu cho tàu cá còn lại chạy vào bờ. Rồi đưa tàu cá mà bị bắt đó. Và 6 ngư dân về phía Trung Quốc, ước tính giá trị tàu cá và ngư cụ bị bắt khoảng 1 tỷ mốt. Và thưa quý vị, lúc này thì trên vùng biển tàu cá của ông Đạt đang đánh bắt thì có rất nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam tham gia khai thác hải sản. Ngư dân Huỳnh Kim Cơ cùng xã sử dụng máy ICOM để báo tin về đất liền và gia đình ông Đạt đã báo cáo với lực lượng chức năng. Thưa quý vị, khi cái việc như vậy thì người ta báo cáo với lực lượng chức năng mà không thấy cái biện pháp giải quyết như thế nào.
Riêng về Bộ Ngoại giao thì nói gì về thông tin Trung Quốc bắt giữ tàu cùng 6 ngư dân Việt? Thì Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Thái Thông cho biết thông tin về các ngư dân Quảng Ngãi đang bị bắt giữ đang được xác minh. Trả lời câu hỏi của dân Việt liên quan đến vụ việc ngư dân Quảng Ngãi cho biết tàu Trung Quốc đã bắt giữ một tàu cá cùng 6 ngư dân của Việt Nam. Thì Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Thái Thông cho biết là chúng tôi đang xác minh thông tin này. Trước đó nhiều lần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn nhấn mạnh rằng mọi hoạt động động thái trên Biển Đông cần phải tôn trọng chủ quyền tài phán của các quốc gia liên quan. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các ngư dân hoạt động trên các ngư trường truyền thống của mình trên Biển Đông. Thưa quý vị, luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các ngư dân hoạt động mà biển của mình, nó vô nó bắt, rồi nó đem về đất của nó. Thế bây giờ mình cứ vẫn đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Thì cái này là hậu quả của cái việc mà khuyến khích người ngư dân bám biển. Dạ vâng. Chúng tôi đề nghị với mấy ông lãnh đạo đảng, ít nhất là bây giờ chẳng hạn những tàu đánh cá của mình, nó mỗi một cái tàu đánh cá mình để mà anh công an. Rồi mỗi một cái tàu lớn thì mình để một anh đảng viên hay là trung ương đảng, mấy ông ngồi trong đó. Thì mấy ông đi đầu, bao giờ cũng đầu sóng ngọn gió đảng, bao giờ phải đi tiên phong chứ không? Giống như trong thời kỳ chiến tranh mà có các chính trị viên hả? Đó. Chính trị viên lúc nào cũng là động viên tinh thần rồi này kia, là phải đôn đốc người dân vô tội ra ngoài đó thì tội cho người ta quá, thưa quý vị. Báo VN Express đăng bản tin là 10 người hối hận vì đập phá doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Mại và nhóm thanh niên tỏ ra hối hận vì đã ném đá và bom xăng lao xe vào các cảnh sát đang bảo vệ doanh nghiệp, làm 16 người bị thương. Thì thưa quý vị, những người mà đập phá trong cái vụ mà biểu tình chống Trung Quốc mà nó xâm lược đất nước mình đó, thì cái chuyện mà đập phá doanh nghiệp hay đập phá những tài sản chung hay là các cái cơ sở thì không có ai đồng ý ủng hộ cả. Nhưng mà chúng tôi vẫn còn nhớ là cái hồi mà lúc mà mới cái chuyện nó mới xảy ra đó, thì báo chí nhà nước như có đoan tin là những cái vụ này do mấy cái tổ chức phản động nó khích động người ta, phải không ạ? Rồi chúng tôi còn nhớ là hồi đó là báo chí còn đăng là người những thanh niên được cái xâm mình rồi tóc xanh tóc đỏ rồi ở trên đây kia, mà giờ chúng tôi coi hình ảnh của mấy người này không thấy ai xâm mình, không thấy tóc xanh tóc đỏ. Họ chỉ nói là họ bị kích động nhiều quá thôi. Kích động là tại vì họ yêu nước, và bây giờ họ thấy đất nước bị mất mát như thế này thì họ, cái lòng yêu nước của họ, họ không kiềm chế nổi, họ có những cái hành động nó quá đà thì họ lãnh nhận cái hình phạt. Cái chuyện đó thì mình có thể thông cảm được, nhưng mà cái chuyện mà nhà nước vu oan cho là tổ chức phản động, rồi vu oan cho là những cái người mà đi biểu tình như thế này là những người tóc xanh tóc đỏ rồi xâm mình vân vân, cho đến giờ này chúng tôi vẫn chưa thấy, đưa ra tòa mấy lần mà chưa thấy ai cả, anh Hoàng Tuấn. Chả thấy ai xâm mình cả. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép tạm ngưng phần 1 của chương trình. Khi trở lại phần 2 thì chúng tôi có thêm một vài bài báo khác cũng nói về tình hình Biển Đông. Quý vị đã từng xích xoa khen ngợi sắc đẹp làn da của các ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc. Mỹ Thanh xin giới thiệu đến quý vị bộ kem tổng hợp bảo đảm chính gốc Hàn Quốc 100%, không mạo hóa, rất được các nữ tài tử xinh đẹp Hàn Quốc ưa thích. Correct Combo Cream, tức CC Cream, vừa là kem dưỡng da, vừa dùng để trang điểm. Sử dụng CC Cream không cần phải dùng sunblock để bảo vệ da, và cũng không cần dùng moisturizer để giữ cho da khỏi bị khô. Dùng CC Cream, da mặt của quý vị sẽ trắng, sáng đều, xóa vết nhăn và làm khít lỗ chân lông. Bộ kem tổng hợp CC Cream gồm một hũ kem thoa và một chai Activator giá $45. Mua 2 bộ chỉ có $80. CC Cream được phân phối từ một công ty Hàn Quốc. Muốn có CC Cream, xin mời quý vị gọi vào đài quê hương 408-645-5575 hoặc 408-645-5580. Chúng tôi sẽ order cho quý vị. CC Cream là kem dưỡng da và trang điểm 100% Hàn Quốc. Xin quý vị yên tâm. Còn thiếu một món ăn rất là quan trọng. À, con nhớ rồi. Ngoài món này không mẹ? Đúng rồi, con rất là giỏi.
Nước mắm nhĩ hiệu Redbot, một món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam. Chỉ có nước mắm hiệu Redbot, chiếc thuyền màu đỏ là nước mắm nguyên chất Phú Quốc, ai dùng cũng khen ngon nhờ chất lượng đậm ngọt 100% thiên nhiên, lưu truyền hàng trăm năm đặc chế nguyên chất cá cơm với muối biển thiên nhiên, có thể dùng để thực hiện mọi thức ăn dân tộc như kho cá, kho thịt, làm bò lúc lắc và nhất là ăn sống thật là tuyệt vời. Quý vị khi mua sản phẩm luôn nhớ, nước mắm nhĩ hiệu Redbot luôn luôn có hình chiếc thuyền buồm màu đỏ. Xin kính chào Tế Ngộ thính giả của đài. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu quý vị một cái sản phẩm mà gần như rằng nếu thật sự là ai cũng phải cần nó. Cái nhất là đẹp da quý vị. Đẹp da thì nam nữ gì ai cũng phải cần nó hết. Mà đẹp da ngủ ngon. Cái này chúng tôi phối hợp và quý vị nghe trên thị trường rất nhiều năm là tạm gọi là nó sữa ông chúa. Chúng tôi phối hợp luôn là sữa ông chúa, aloe vera, nghệ, hạt nho và chất collagen. Cái collagen là tác dụng của nó nối kết những tế bào lại với nhau. Vì thế nên collagen nó làm cho săn da ra, chất da ra. Nên cái da quý vị bóng lắm. Trước khi quý vị uống, quý vị lấy hai con tay kéo da mặt quý vị lại. Thấy da nó nằm nhiều trong hai con tay này. Mà nếu quý vị uống chừng đôi ba chai thôi, quý vị làm lại thì da quý vị thấy nó dày hơn. Và ít nằm trong hai con tay, biết cái da nó căng ra. Nó mịn, tốt da, sáng da ra quý vị. Và nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ tạm gọi là cũng khá. Ai mà đang ngủ 8 tiếng, tự nhiên giấc ngủ còn 3-4 tiếng thì nó sẽ giúp chúng ta ngủ được. Trong này cũng có tạm nôm na gọi là sữa ông chúa quý vị. Cái thứ hai quý vị cũng biết, cái PMS. PMS là cho tất cả những người, hầu hết các chị tiền mãn kinh dễ bị hormone trong người nó thay đổi, nó làm cho tâm sinh lý của người nó thay đổi, lúc nóng, lúc lạnh, mặt bừng bừng nóng, đêm đổ mồ hôi, khó ngủ. Cái tình trạng này ai cũng bị, chứ không phải là các chị đâu. Người lớn tuổi, nam, nữ, các em cũng bị nóng nảy, tánh tình nóng nảy gắt cổng lắm quý vị. Quý vị kiểm soát trong gia đình, nếu mà chồng vợ kiểm soát với nhau, thấy ai mà nóng một cái nóng bất thường, quý vị biết nóng nhiều khi control không được, đưa ra những chuyện rất là hãi hùng và đau thương lắm quý vị. Anh hối hận suốt cả một cuộc đời. Nên cái PMS này nó giúp cho hạ quả xuống. Đồng ý chúng tôi quan điểm là gì? Âm suy thì quả dưỡng lên, nên quả dưỡng nó bốc lên mặt, nó làm cho mặt bừng bừng nóng, đêm ngủ ra mồ hôi, các em bé ra mồ hôi, thường gọi là mồ hôi trộm, vẫn uống được. Nóng nảy gắt gỏng khó chịu lắm, tính tình nóng nảy khó control được. Cái này nó làm cho âm bình quân dương lại, nên tất cả quả nó hạ xuống làm con người sống bình thường trở lại. Cái này tôi bán chậm lắm quý vị, vì nó quá hay đi. Nên ai bị nóng nảy khó chịu hay là hot flush thì uống dựng đôi ba chai, đôi ba năm sau không thấy trở lại nữa, nên không mua. Cái này tôi bán chậm lắm, kết quả rất là đặc biệt. Ai cần uống, nóng nảy nên uống để cho control được cái tính nóng của chúng ta. Và cái tăng cường sức khỏe, cái tên của nó quý vị cũng biết, để giúp cho những người nào đang bị suy yếu sau một cuộc giải phẫu hay sau một cái vấn đề bệnh nặng, thì vấn đề bị suy yếu làm cái miệng nó lạc, thở thở nó ngắn, mệt mỏi, uể oải, chỉ muốn nằm chứ chỉ không muốn ngồi nữa, không muốn nói chuyện nữa, mọi người làm như không còn cái lực nữa, như cái bong bóng siêu đó. Uống cái này vào, như những bác lớn tuổi đó, uống cái này vào để giúp cho khỏe mạnh, linh hoạt hơn. Mà những bác lớn tuổi uống cái này với cái bổ xương hai cái nó cộng lại, giúp các bác sống khỏe hơn, yêu đời hơn. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Mọi thắc mắc liên lạc 888-811-1133. Quý vị đã từng suýt xoa khen ngợi sắc đẹp làn da của các ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc. Bảo Ngọc xin giới thiệu một kem tổng hợp bảo đảm chính gốc Hàn Quốc 100%, không mạo hóa, rất được các nữ tài tử xinh đẹp Hàn Quốc ưa thích. Correct Combo Cream, tức CC Cream, vừa là kem dưỡng da, vừa dùng để trang điểm. Sử dụng CC Cream, không cần phải dùng sunblock để bảo vệ da và cũng không cần dùng moisturizer để giữ da khỏi bị khô. Dùng CC Cream, da mặt sẽ trắng, sáng đều, xóa vết nhăn và làm khít lỗ chân lông. Bộ kem tổng hợp CC Cream gồm một hũ kem hoa và một chai Activator giá 45 Mỹ Kim. Mua hai bộ chỉ có 80 Mỹ Kim. CC Cream được phân phối từ một công ty Hàn Quốc. Muốn có xin gọi Đài Quê Hương 408-645-5575 hoặc 408-645-5580. Chúng tôi sẽ order cho quý vị. CC Cream là kem dưỡng da và trang điểm 100% Hàn Quốc. Xin quý vị an tâm.
Thưa quý vị, cũng nói về cái chuyện mà bảo vệ chủ quyền, lãnh hải, lãnh thổ, rồi là bám biển đó. Thì có cái chuyện như thế này, cái này là lời con trẻ. Thì quý vị biết trẻ con thì nó ngây thơ lắm. Nó có gì thì nó nói nấy. Trong lớp học, thì thầy giáo mới hỏi là các em cho biết là cái nguyện vọng mơ của các em khi lớn lên các em sẽ làm gì? Thì thường người ta hay hỏi mấy đứa trẻ như vậy, ngay cả xứ Mỹ này cũng vậy. Nói lớn lên thì có em thì nó là làm bác sĩ, em thì nó làm kỹ sư, em làm giáo viên vân vân. Thì có một đứa bé nó nói, thì hỏi nó lớn lên em làm gì? Thì đứa bé nó nói, dạ lớn lên em muốn làm chiến sĩ hải quân mà phải lái tàu ngầm cơ. Thì thầy giáo thích lắm. Như vậy là em có cái tư tưởng là muốn bám biển để bảo vệ lãnh hải, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mà nó nói dạ không, cái việc bám biển là có ngư dân rồi. Dạ, em chỉ muốn đi tàu ngầm để coi san hô với coi cá cho nó đẹp thôi. Còn cái chuyện bám biển có ngư dân thì thế. Tại sao em lại nói như vậy? Dạ báo chí vẫn nói thường mỗi ngày thầy ạ. Cái việc mà bám biển để xác định chủ quyền lãnh thổ là có ngư dân làm rồi. Dạ còn hải quân thì lái tàu ngầm, mà em thấy lái tàu ngầm nó thích lắm, thì đi coi cá với coi san hô cho nó vui thôi. Trung Quốc xuyên tạc công thư của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Báo Người Lao Động như sau: Trung Quốc xuyên tạc công thư của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng trong thư đề nghị Liên Hợp Quốc lưu hành hai văn bản nêu lập trường Việt Nam về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981. Việt Nam khẳng định Trung Quốc cố tình xuyên tạc lịch sử và viện dẫn sai công thư của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958. Ở phần sau thì có một cái đoạn như thế này liên quan tới công thư đó. Trung Quốc đã cố tình xuyên tạc lịch sử và diễn giải sai lịch sử khi viện dẫn công thư của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 và một số tài liệu ấn phẩm được xuất bản ở Việt Nam trước năm 1975 để củng cố yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Công thư của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng hoàn toàn không nhắc gì đến chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa hay Trường Sa. Tuyên bố đó liên quan đến các vùng biển, không giải quyết các vấn đề lãnh thổ. Trên thực tế, những kết luận mà Trung Quốc đưa ra hiện nay đang mâu thuẫn với chính các phát biểu của Trung Quốc, trong đó có phát biểu của chính nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Thừa Bình, vân vân. Cái đoạn sau nhé. Chúng tôi vẫn thấy buồn cười cái cho bây giờ họ cứ đăng lên thôi, họ nói như vậy thôi mà họ không đăng. Chỉ có một lần duy nhất thấy có một cái website đăng cái công thư của ông Phạm Văn Đồng. Chính ra cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng, chính là mỗi lần mà họ nói như thế này, họ phải đăng cái công hàm. Và công hàm đó có nhắc đến cái văn thư của Trung Quốc thì họ phải đăng thư cả cái văn thư của Trung Quốc để sao cho người dân Việt Nam, để cho người ta dân cho đến giờ này mà họ vẫn gọi là làm truyền thông một cách bưng bít như thế này thì tôi cũng hiểu là thế kỷ 21 rồi. Mà thưa quý vị, mình á với Trung Quốc á là anh em. Thế tại sao bây giờ cái thằng anh em của mình sao tối ngày nó nói chuyện lật lọng mà mình cái này là nó gian xảo, nó như thế này thế khác. Mà rồi đó, khi mà nó đưa giàn khoan ra thì mình tàu của mình cứ chạy vòng vòng. Và cái điều mà xót xa nhất là cho tới ngày hôm nay ngư dân của mình đang đánh bắt trên vùng biển của mình và vẫn bị nó bắt, nó mang về Trung Quốc. Và mình không có một cái biện pháp nào cả. Mình chỉ bảo là bảo vệ chủ quyền, là lãnh thổ, lãnh hải. Rồi là ông Tổng Bí Thư nói là có đề phòng có thể là sẽ có chiến tranh xảy ra. Nhưng mà mình không có. Thì bây giờ thì mình đóng hôm trước là gì, đóng tàu có tên lửa. Mình mua tàu ngầm. Thì chúng tôi không biết để làm cái gì. Nên như vậy thì dùng cái tiền đó để giúp cho ngư dân, giúp cho cảnh sát biển. Chứ bây giờ mình đóng tàu rồi mình không dùng thì đến nó phí đi. Rồi để mất công có người ở hải ngoại phải là tổ chức gây quỹ nữa. Cho nên nó cũng hơi vất vả. Thưa quý vị, hôm trước ông Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam đã nói rằng là cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là anh em. Nhưng mà chúng tôi thấy cái này hơi thắc mắc. Báo Dân Trí đăng là Hoa Kỳ đã chính thức yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan. Chiều ngày 1 tháng 7 tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Gary Hur là Phó Tư lệnh Lục quân Thái Bình, Phó Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nhân dịp Thiếu tướng sang Việt Nam dự tham vấn lục quân song phương Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 3. Và trong cái buổi này thì ông Thiếu tướng của Hoa Kỳ đã nói là đề nghị yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan. Và báo Việt Nam đang đăng lên một cách rất là trịnh trọng. Chúng tôi cũng thắc mắc, nếu như vậy thì cái vai trò, cái tình mà anh em giữa Việt Nam với Trung Quốc thì bây giờ chúng ta phải hiểu như thế nào đấy? Dạ, có thể là hồi đó là bên Trung Quốc họ đưa cho mình 18 chiếc vàng, bây giờ sau bao nhiêu năm mình mới khám phá ra rằng cái vàng đấy là vàng giả. Nhưng mà mới đây thôi, đây ông bảo là anh em chứ đâu phải là hồi đó. Mà bây giờ đó... Hay là mới khám phá là ngày hôm qua. Bây giờ đó, Mỹ là không dính dáng gì tới mình cả. Ở xa mình.
mà nó là kẻ thù của mình, cựu thù, bây giờ cho là không còn thù nữa. Nhưng mà cái việc anh em mình á, mà tại sao là để cho cái người mà nó không phải là anh em với mình mà nó chen vô, mà mình lại đăng lên như vậy, thì không, mình làm như vậy chẳng phải là mình làm mất lòng anh em mình à? Nhưng mà anh Hoàng Tuấn à, tôi thấy anh có vẻ là bị ám ảnh bởi Trung Quốc hơi nhiều. Anh nói liên tục cả về Trung Quốc, còn những cái chuyện mà đang xảy ra trên đất nước mình anh không có nói tới, không nhắc tới, anh sẽ quên nói, đi sẽ nói, anh có gì anh cứ nói tí, tôi sẽ chủ tịch xã ăn trận tiền hỗ trợ người nghèo, báo VN Express. Tiền nhà nước hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà đã bị chủ tịch xã và 4 cán bộ tổ chức rút ruột. Thì dĩ nhiên là mấy ông rút ruột thì những người nghèo thì càng nghèo thêm, khổ thêm, phải không ạ? Anh đừng có nói nhảm để cho tôi yên. Ừ, sao vậy? Để có người đề nghị là tại chúng tôi nói nhảm để cho chúng yên. để cho chúng tôi yên, chúng tôi chặn tiền của người dân. Nhưng mà cái mà tôi đọc cái bài báo này đó, cái chi tiết thì mình không đọc nhiều tại vì cái chuyện đó xảy ra rầm rộ. Nhiều quá rồi. Nhưng mà tôi thắc mắc ở chỗ tại sao mà người nghèo đã không có tiền, chính phủ đã phải hỗ trợ cho người nghèo thì anh biết cái tiền hỗ trợ thì đâu được bao nhiêu không đâu, giúp cho người ta đất nước còn khó khăn mà. Dạ. Mà lại còn rút ruột, mà lại rút người sao, sao không rút ruột người giàu mà lại rút ruột người nghèo làm sao? Tôi thắc mắc cái đó. Anh rút đảng viên, anh rút ruột với ông bí thư, anh rút ruột với ông cấp lớn thì họ có nhiều tiền thì anh rút được chứ. Nhưng anh rút người nghèo cứ ruột có bao nhiêu rút, có nguồn hỗ trợ rồi mà rút anh. Cái này là tại vì khi mà hỗ trợ những người nghèo là phải qua tay chủ tịch xã, phải qua tay cán bộ rồi. Bởi vì cán bộ tôi đảng cứ tưởng viên rút ruột là cứ rút ruột ở đâu thì mình rút đấy thôi, chứ cán bộ đảng viên là lo cho đời sống người dân. Cho nên là ở trên trung ương rót về rót địa phương, từ địa phương đó, từ cán bộ xã ấp là gần gũi với người dân mới biết ai nghèo, rồi mới lo cho người nghèo. Nhưng mà nhiều khi xét ra thấy là cũng chắc cũng không chưa nghèo lắm, nó vẫn còn sống được, nó còn ngáp. Nên đó là cái chuyện chủ tịch xã không? Rồi chúng tôi có anh nói là tôi không có chuyện Việt Nam, mà không có chuyện của đất nước. Có chứ, dân quê phải đóng cả phí nuôi vịt. Cứ sau mỗi vụ thu hoạch mùa, người dân tại một số làng quê ở Hà Tĩnh phải ngậm ngùi bán lúa gạo, vay mượn tiền đóng phí đóng quỹ. Có những khoản phí hết sức vô lý như là phí nuôi vịt, quỹ xây dựng trường chuẩn quốc gia, quỹ phụ cấp cán bộ. Và thưa quý vị, cán bộ lấy lương nhà nước rồi mà khỏi cái tiền phụ cấp nữa. Và người ta nói là ba cấp đè thu, người ta viết rõ ràng như vậy, tức là thu thuế đến nỗi mà người dân chịu không nổi. Chúng tôi đọc bài báo này chúng tôi lại nhớ tới mấy cái bài mà mấy cái bài học mà sau năm 75 người ta dạy trong thời kỳ mà thực dân Pháp đô hộ nước ta đó. Thì người dân sống trong cảnh siêu cao thuế nặng là luôn luôn người dân phải đi theo cách mạng, đi theo ngọn cờ tiên phong của đảng để mà giải phóng dân tộc, để đánh đuổi thực dân Pháp và sau này đánh đuổi đế quốc Mỹ. Bởi vì thực dân Pháp và đế quốc Mỹ nó bóc lột quá. Ủa nhưng mà sao cái này sao nó thấy nó quen quen, quen thấy nó quen quen đó. Và thưa quý vị, người ta nói như thế này nè, ông bí thư xóm á, tức là xã thu ha, rồi xóm thu nữa nha. Ông bí thư xóm giới thiệu các khoản thu năm 2014 của xã có quỹ xây dựng cơ bản thu thu là 150.000 đồng là cao nhất. Rồi những khoản thu còn lại như là quỹ an ninh quốc phòng 40.000 trên một hộ, quỹ đền ơn đáp nghĩa 15.000 trên mỗi lao động, quỹ chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em 5.500 trên mỗi lao động, quỹ thiên tai 5.500 trên mỗi lao động, quỹ khuyến học 5.500 trên mỗi khẩu, quỹ tiêm phòng cho mỗi con trâu, con bò, con bê, con ngé là 25.000 đồng, mỗi con heo là 10.000 đồng. Riêng quỹ hỗ trợ phụ cấp cán bộ đoàn thể xã xóm ngoài thu ở đầu khẩu 15.000 đồng còn thu 15.000 đồng trên một sào đất, tức là đủ thứ. Và có một người nợ tới 750.000 đồng tiền phí nuôi vịt. Bởi vì người ta quy định như thế này, khi mà nuôi vịt á là cứ 1.000 đồng một con, mà vịt đẻ trứng á thì nộp 2.000 đồng. Cho nên ban đầu thì gia đình của một nông dân đó nuôi đàn vịt 6-70 con thì còn cố mà đóng phí. Nhưng mà khi nhân đàn vịt lên 600 con thì khoản chi phí phải nộp lên tới 750.000, cho nên là chịu thua không đóng được. Thưa quý vị, người ta đi nuôi vịt để người ta kiếm sống, để là bởi vì người nông dân đi làm rất là cực khổ. Anh biết cái hạt thóc nó làm ra đó, nó chỉ lo cho đủ ăn là quý rồi. Còn để kiếm thêm tiền, tức là người ta phải sản xuất, phải chăn nuôi. Mà bây giờ người ta chăn nuôi thì đóng thuế nhiều, đến nỗi mà chịu không nổi. Trao đổi với chúng tôi, ông Thân Văn Nam là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lộc thừa nhận,
Trước đây xã có thu phí nuôi vịt và sử dụng phí sử dụng máy cày, máy tuốt nước của dân. Sau khi thấy những khoản thu này không hợp lý thì xã đã xóa bỏ. Có nghĩa là muốn thu là thu, bên nuôi vịt mà cũng thu. Chịu thua luôn. Yeah. Bây giờ thì chúng tôi có một cái bài báo như thế này, là bài báo báo đại đoàn kết nói là giàn khoan Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Mưu đồ chiếm trọn biển Đông của Trung Quốc, ngư phủ tàu lạ, bài học còn nguyên giá trị. Và bài này thì rất là dài, nhưng mà cái nội dung của bài thì nói rằng trong nhiều năm qua, từ năm 1954 cho đến bây giờ, Trung Quốc nhiều hình thức khác nhau, họ đã có cái âm mưu, họ đã tính toán. Lâu về à? Lâu rồi. Và âm mưu tính toán từng bước, từng bước một họ xâm chiếm cái vùng Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thì bây giờ đọc xong cái bài báo này mới biết là thế Trung Quốc họ nói không có sai. Là tại vì Trung Quốc kịp rồi, khi mà ra Liên Hợp Quốc, Trung Quốc nó có nói như thế này. Là tại vì bao nhiêu năm qua nó đã, cái đảo đấy là của nó, vùng đó là của nó, Việt Nam không hề lên tiếng gì cả, không nói gì cả, tự dưng bỗng gần đây với làm rùm beng cái chuyện này, với đòi cái chuyện này, đòi với giành, với tranh giành. Thì tại sao như vậy? Có nghĩa là bao nhiêu năm qua, từ năm 1954, cái lúc mà chia đôi đất nước cho đến giờ, mình không làm gì cả, không làm gì cả. Đất của mình, biển của mình, đảo của mình, ngay cả từ khi mà 1975 mình thống nhất đất nước rồi, mình cũng không nói gì hết anh. Hay là tại vì lúc đó mình hiền? Những cái sự kiện như năm 74 đó, rõ ràng cũng không nói gì cả. Mà có ông còn bảo rằng là để Trung Quốc giữ, còn hơn là để cho Ngụy nó giữ. Rồi năm 88 đảo Gạc Ma cũng không ai nói năng gì cả. Thì thôi, anh đừng có nói 78 hay 75, 88 mới, 88 mới năm ngoái năm kia đây mình còn bảo nó tàu lạ, mình cũng chưa biết nó là ai nữa mà. Trên này phê phán tàu lạ phải không? Vâng, đúng rồi. Thế thì bây giờ lôi tất cả những phóng viên nào, những người nào mà viết về tàu lạ đó, vả vào mồm nó. Tại sao chúng mày dám bảo là tàu lạ? Rõ ràng là nó quen. Mà cái lá cờ của nó, của mình có một sao, của nó tới năm sao lộ lộ, mà cứ bảo là tàu lạ, vả vào mồm nó cho chúng tôi. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi xin hỏi Nguyên Khôi. Rằng tới bây giờ đời sống ở Việt Nam khó khăn, vật giá đắt đỏ lắm, cái gì cũng mắc. Nhưng mà có một thứ rẻ nhất ở trên thế giới này không nơi nào rẻ bằng Việt Nam. Thứ gì? Cái gì? Ở Việt Nam chỉ có cái mạng người là rẻ nhất thôi. Vụ bị đánh chết sau khi đo nồng độ cồn. Ngày 1 tháng 7, theo tin từ Văn phòng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hiện cơ quan điều tra đang truy xét hai đối tượng được cho là hung thủ đã đánh ông Nguyễn Văn Chính, sinh năm 70, ngụ tại phường 8 quận Gò Vấp, vào tối 25 tháng 6 sau khi được cấp cứu và mổ. Đến 1 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 thì ông Chính tử vong. Thì cái vụ việc như thế này, ông này ông uống rượu, thì người ta bắt ông lại, cảnh sát giao thông bắt để đo nồng độ cồn. Thì theo lời của cảnh sát đó, là thấy ổng say, ổng mệt quá đi, mà ổng cự cãi, ổng không chịu làm biên bản. Thì sau đó là thấy ổng say quá, cho nên là người ta mới đưa taxi, kêu taxi đưa ổng về nhà. Công an quận Tân Bình thì nhận được tin từ Bệnh viện Thống Nhất báo là trường hợp chết chưa rõ nguyên nhân. Tức là công an giao thông đưa ổng về nhà, rồi đã đưa ổng vô bệnh viện, mà sau rồi ổng lại chết. Mà chết chúng ta là có, khi mà người ta thấy thành bụng có dấu tụ máu nhưng chưa thể kết luận có phải do ngoại lực tác động hay không, hoặc có thể tụ máu do vết mổ cấp cứu. Trong khi gia đình thì nói rằng là ông Chính về, ông kể lại đó, là ông bị cảnh sát giao thông bắt, rồi kêu ông làm biên bản, ông không có làm biên bản. Thì có hai người, có hai người lạ, hai người lạ ở gần đó, hai người đó kêu ông ra, bảo rằng là nói chuyện riêng với ông. Thì sau đó thì hai người này đánh ông đến bất tỉnh. Và khi ông tỉnh dậy đó, thì ổng thấy là không còn cảnh sát giao thông nữa, ổng phải lết ra đường gọi taxi chở vào Bệnh viện Thống Nhất để cấp cứu. Thì cái lúc vô bệnh viện thì ổng chết. Thì thưa quý vị, bây giờ cái trách nhiệm cảnh sát giao thông bắt người ta lại đo nồng độ cồn thì phải biết là mình phải làm việc như thế nào. Tự nhiên có hai người kêu ra làm việc rồi đánh người ta, rồi bây giờ nó là cảnh sát giao thông đó là đưa ổng, kêu taxi đưa ổng vô bệnh viện, rồi giờ ổng chết. Thì cái chuyện này nó xảy ra từ năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ. Cho nên thưa quý vị, ở Việt Nam chỉ có cái mạng người là rẻ nhất thôi, không có gì rẻ bằng. Gần đây có cái tin trong nước, người thấy báo ở ngoài thì có đăng, nhưng mà tại vì chưa tìm được cái bài báo nguyên thủy của báo Đảng ở trong nước, cho nên chưa dám đọc đó. Là có cái tin là này, công an cái stock cái hàng lên giá anh. Tại sao? Tức là bây giờ công an đắt giá hơn bộ đội nhiều lắm, người ta thích đi công an, thích đi bộ đội. À thì chúng tôi cũng dễ hiểu thôi. Đi bộ đội thì nếu xảy ra chiến tranh như ông Tổng Bí Thư nói thì có thể phải đi đánh nhau. Còn đi vô công an thì không thể phải đánh nhau với ai cả, chỉ đánh dân thôi. Mà đánh dân thì không có thể còn đánh nhau được, bởi vì dân đâu có đánh lại mình đâu mà đánh nhau. Thưa quý vị. Cho nên người ta thích đi công an hơn là bộ đội phải không ạ? Đúng là như vậy. Chào tạm biệt quý vị.
Đăng Trang và tiết mục Một câu chuyện trong tuần của quê hương Mida. Xin kính chào tới ngộ quý khán thính giả thân mến. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị theo dõi một bài viết có tiêu đề Lời chia sẻ trước khi ra đi của một bác sĩ bị ung thư. Sự thành công, xe cộ, nhà cửa, những thứ mà tôi nghĩ đã đem hạnh phúc đến cho tôi, khi tôi xuống tinh thần tuyệt vọng, không mang đến cho tôi niềm vui. Richard Theo Kang Siang, sinh năm 1972, là một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, rất ham sống, ham làm việc và ham làm giàu. Năm 40 tuổi, anh đã thành một nhà triệu phú. Một ngày, anh khám phá ra mình bị ung thư phổi, giai đoạn 4. Buổi nói chuyện này diễn ra vào ngày 19 tháng 1 năm 2012, 8 tháng sau khi anh biết mình đã bị ung thư. Richard Theo qua đời ngày 18 tháng 10, 2012. Những chia sẻ của anh khi đưa lên mạng đã gây một xúc động rất lớn. Trang lưu niệm về anh có tới 4.100 like Facebook, 313 tweets, 175 share, 122 G+. Chào tất cả các em, giọng tôi hơi bị khàn một chút, mong các em chịu khó nghe. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Richard và là một bác sĩ. Tôi sẽ chia sẻ vài suy nghĩ về cuộc sống của mình và rất hài lòng khi được các giáo sư mời đến đây. Hy vọng sẽ giúp các em cách suy nghĩ khi bắt đầu theo ngành để trở thành nha sĩ, cũng như suy nghĩ về những việc chung quanh. Từ lúc trẻ, tôi là một sản phẩm đặc trưng của xã hội ngày nay, một sản phẩm khá thành công mà xã hội đòi hỏi. Hồi nhỏ tôi lớn lên trong một gia đình có mức sống dưới mức trung bình. Tôi được bảo ban bởi người chung quanh và môi trường rằng thành công thì hạnh phúc, thành công có nghĩa là giàu có. Với suy nghĩ này, tôi trở nên cực kỳ ganh đua ngay từ nhỏ. Không những chỉ cần đi học ở trường giỏi, tôi cần phải thành công trong mọi lĩnh vực, từ các hoạt động tập thể đến chạy đua, mọi điều. Tôi cần phải đoạt được cúp, phải thành công, phải được giải, giải quốc gia, mọi thứ. Tôi rất ganh đua. Tôi vào trường y và trở thành bác sĩ. Chắc một số em biết rằng trong ngành y, giải phẫu mắt là một trong những chuyên khoa khó vào nhất. Tôi cũng vào được và được học bổng nghiên cứu của NUS, tức là National University of Singapore. Đại học Quốc gia Singapore phát triển tia laser để chữa bệnh mắt. Trong khi nghiên cứu, tôi có hai bằng phát minh, một về dụng cụ y khoa và một về tia laser. Nhưng các em có biết không, tất cả các thành tựu này không mang lại cho tôi sự giàu có. Sau khi học hoàn tất, tôi quyết định rằng theo đuổi ngành giải phẫu mắt mất quá nhiều thời gian, trong khi ra ngoài làm tư kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu các em để ý, vài năm qua, ngành thẩm mỹ đang lên kiếm được khối tiền. Vì vậy tôi quyết định bỏ ngành giải phẫu mắt giữa chừng và nhảy qua mở trung tâm giải phẫu thẩm mỹ trong tỉnh. Các em có biết, rất mâu thuẫn, một người có thể không vui vẻ khi trả 20 đô la Mỹ để khám tổng quát, nhưng cũng chính người đó không ngần ngại trả 10.000 đô la Mỹ để hút mỡ bụng, 15.000 đô la Mỹ cho sửa ngực. Không cần phải suy nghĩ nhiều, phải không?
tại sao lại muốn thành bác sĩ đa khoa mà không là bác sĩ thẩm mỹ? Do vậy, thay vì chữa bệnh, tôi quyết định trở thành người sửa sắc đẹp. Công việc làm ăn rất khấm khá. Bệnh nhân mới đầu chờ đợi 1 tuần, rồi 3 tuần, sau lên 1 tháng, 2 tháng, đến 3 tháng. Quá nhiều bệnh nhân, tôi choáng váng. Tôi mướn 1 bác sĩ, 2 bác sĩ, 3 bác sĩ, rồi 4 bác sĩ. Chỉ trong vòng năm thứ nhất, chúng tôi đã lên hàng triệu phú. Nhưng chẳng thế nào là đủ, vì tôi trở nên mê muội. Tôi bắt đầu khuếch trương tới Nam Dương thu hút các thai test. Xin mở ngoặc tiếng dùng để chỉ các bà mệnh phụ nhiều tiền, không đi làm. Những người muốn có cuộc giải phẫu trong chớp mắt. Cuộc sống thật lên hương. Tôi làm gì với mớ tiền dư thừa? Cuối tuần tôi tiêu khiển ra sao? Thông thường tôi đến tụ tập tại câu lạc bộ đua xe hơi. Tôi sắm riêng cho tôi 1 chiếc xe đua. Chúng tôi đến Sepang ở Malaysia và đua xe. Cuộc sống của tôi là thế đó. Với mớ tiền mặt, tôi sắm chiếc Ferrari. Lúc đó chiếc 458 chưa ra, chỉ có chiếc 430. Một người bạn học cũ của tôi làm ngân hàng. Anh ta mua chiếc màu đỏ mà anh mong muốn từ lâu. Tôi sắm chiếc màu bạc. Tôi làm gì sau khi có chiếc xe? Đến lúc mua nhà, xây cửa, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm đất để xây nhà nghỉ mát. Tôi đã sống cuộc đời như thế nào? Chúng tôi nghĩ rằng phải cần hòa nhập với những người giàu có, nổi tiếng. Chúng tôi bắt đầu giao tiếp với mỹ nhân, người giàu sang và danh tiếng, như Hoa hậu Thế giới hay người sáng lập trang Internet. Ăn uống ở mọi nhà hàng, kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin. Tôi đã có được mọi thứ trong cuộc sống, đến tột đỉnh của sự nghiệp và tất cả. Đó là tôi của 1 năm trước đây. Lúc ở trong câu lạc bộ thể thao, tôi nghĩ tôi đã chế ngự được mọi chuyện và đạt đến đỉnh vinh quang. Nhưng tôi lầm, tôi không chế ngự được mọi chuyện. Khoảng tháng 3 năm ngoái, đột nhiên tôi bắt đầu bị đau lưng. Tôi nghĩ chắc tại tôi thường vận động mạnh. Tôi đi đến SGH, tức là Singapore General Hospital, là bệnh viện chính của Singapore, và nhờ bạn học làm MRI, tức là phương pháp tối tân soi chụp hình bộ phận trong người để chẩn bệnh, để xem chắc là không bị chật đốt sống hay thứ nào khác. Tối hôm đó, anh ta gọi tôi và cho biết tủy sống thay đổi trong cột sống của tôi. Tôi hỏi như thế, nghĩa là sao? Tôi biết nó có nghĩa như thế nào, nhưng không thể chấp nhận sự thật. Tôi gần như muốn thốt lên. Anh nói thiệt sao? Tôi đang sắp sửa chạy đi tập thể dục. Ngày hôm sau, chúng tôi có nhiều khám nghiệm hơn, bao gồm cả PET scan, và họ tìm thấy tôi đang ở thời kỳ thứ 4 của ung thư phổi. Tôi nghĩ, từ đâu mà ra thế này? Ung thư đã lan tới não, cột sống và nội tuyến. Các em biết, có lúc tôi hoàn toàn nghĩ mình đã chế ngự được tất cả, đã đạt đến tột đỉnh của cuộc sống, nhưng kế đó, tôi mất tất cả. Đây là bản chụp của phổi, nhìn vào mỗi chấm đều là nang ung thư, và thật sự tôi có cả chục ngàn nang trong phổi. Tôi được cho biết, ngay cả với hóa trị, tôi cũng chỉ còn được 3-4 tháng tối đa. Cuộc sống tôi bị nghiền nát. Dĩ nhiên rồi, làm sao tránh khỏi? Tôi chán nản, tuyệt vọng, tưởng rằng mình đã có mọi thứ trước đây. Điều mâu thuẫn là mọi thứ tôi có được. Sự thành công, cúp thường, xe cộ, nhà cửa, tất cả những thứ mà tôi nghĩ đã mang hạnh phúc đến cho tôi. Khi tôi sống tinh thần tuyệt vọng, không mang đến cho tôi niềm vui.
tôi chẳng thể ôm chiếc Ferrari mà ngủ. Chuyện đó không thể xảy ra. Chúng không mang lại một sự an ủi nào trong những tháng cuối cùng của cuộc đời tôi. Vậy mà tôi đã tưởng những thứ này là hạnh phúc. Không phải vậy. Điều thật sự mang lại cho tôi niềm vui trong 10 tháng cuối cùng là tiếp xúc với người thân, bạn bè, những người chân thành chăm sóc tôi, cười và khóc cùng tôi. Họ có thể nhìn thấy sự đau đớn chịu đựng mà tôi phải trải qua. Đây thật sự mang lại hạnh phúc cho tôi. Những thứ tôi sở hữu đáng lý ra mang lại hạnh phúc, nhưng không. Tôi đã chẳng cảm thấy vui khi nghĩ đến. Các em có biết, Tết sắp đến. Trước đây tôi thường làm gì? Thì tôi thường lái chiếc xe hào nhoáng của mình một vòng, thăm viếng họ hàng, phô trương với bạn bè. Tôi tưởng đó là niềm vui, thật sự vui. Nhưng các em có nghĩ họ hàng, bạn bè tôi, họ đang chật vật kiếm sống, có thể chia sẻ niềm vui cùng tôi khi thấy tôi khoe khoang chiếc xe bóng loáng không? Chắc chắn là không. Họ sống khó khăn, đi xe công cộng. Thật sự những gì tôi làm chỉ khiến họ thêm ganh ghét, thậm chí có khi thành thù hận. Những thứ này chúng ta gọi là đối tượng của sự ganh tị. Tôi khoe khoang để lấp đầy sự kiêu hãnh và cái tôi của mình. Chúng chẳng mang lại niềm vui cho bạn bè, cho người thân như tôi tưởng. Để tôi chia sẻ với các em một câu chuyện khác. Khi tôi bằng tuổi các em, tôi ở khu King Edward Đệ Thất. Tôi có một người bạn khá lạ lùng đối với tôi. Cô ta tên là Jennifer. Chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Khi chúng tôi thả bộ, nếu cô ta thấy một con ốc sên trên đường, cô ta sẽ nhặt nó lên và đặt lại trong thảm cỏ. Tôi thắc mắc tại sao phải làm như thế? Tại sao phải để bẩn tay? Chỉ là một con ốc sên. Sự thật là cô ấy đã thấy được nguy cơ con ốc có thể bị đạp nát chết. Đối với tôi, nếu không tránh đường thì đáng bị đạp nát. Chỉ là luật tự nhiên thôi. Đối ngược nhau quá, phải không? Tôi được huấn luyện thành bác sĩ để có từ tâm, đồng cảm, nhưng tôi không có. Sau khi tốt nghiệp y khoa, tôi làm việc ở khoa ung thư tại NYH. Hằng ngày tôi chứng kiến cái chết trong khoa ung thư. Tôi nhìn thấy tất cả đau đớn mà bệnh nhân phải chịu đựng. Tôi thấy tất cả các thuốc giảm đau và họ cứ vài phút phải bấm vào người. Tôi thấy họ vật lộn với hơi thở cuối, thấy tất cả. Nhưng đây chỉ là một công việc. Tôi đến bệnh xá mỗi ngày lấy máu, cho thuốc. Nhưng bệnh nhân có thật đối với tôi không? Không, tôi chỉ làm công việc và nóng lòng về nhà để làm việc riêng của mình. Sự đau đớn chịu đựng của bệnh nhân có thật không? Không, dĩ nhiên là tôi biết tất cả các từ ngữ chuyên môn để mô tả về sự đớn đau mà họ phải trải qua. Nhưng thật sự tôi không hề cảm được cho đến khi tôi trở thành bệnh nhân. Mãi đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu được cảm giác của họ. Nếu các em hỏi tôi, nếu được làm lại cuộc đời, tôi có muốn thành một người bác sĩ khác không? Tôi sẽ trả lời các em là có, vì bây giờ tôi thật sự hiểu được họ. Tôi phải trả giá đắt cho bài học này. Ngay khi các em vào năm thứ nhất, bắt đầu hành trình để trở thành nha sĩ, cho phép tôi thử thách các em hai điều. Hiển nhiên tất cả các em ở đây sẽ bắt đầu đi làm tư, các em sẽ thành giàu có. Tôi bảo đảm với các em rằng chỉ chồng răng các em kiếm được bạc ngàn, mớ tiền không tưởng được. Và thật ra không có gì sai trái với thành công giàu có, tuyệt đối không gì sai trái. Điều phiền toái duy nhất là nhiều người chúng ta, như bản thân tôi, không thể kiềm chế được. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì càng tích tụ, càng có nhiều, tôi lại muốn nhiều hơn.
càng ham muốn, tôi càng trở nên mê muội. Như tôi đã đề cập trước đây, tôi muốn sở hữu nhiều hơn, đạt tới đỉnh vinh quang như xã hội muốn đào tạo chúng ta. Tôi trở nên mê muội đến nỗi mà chẳng còn việc gì thành vấn đề đối với tôi nữa. Bệnh nhân chỉ là một nguồn lợi tức và tôi vắt cạn từng xu từ họ. Nhiều khi chúng ta quên đi mình cần phục vụ ai, chúng ta lầm lạc đến nỗi chẳng phục vụ ai cả ngoài chính mình. Điều đó đã xảy ra với tôi. Dù là ở y hay nha khoa, tôi có thể nói với các em ngay bây giờ rằng, trong khi khám bệnh, đôi khi chúng ta khuyên bệnh nhân chữa trị bệnh, không hẳn có, không rõ rệt và ngay cả khi không cần thiết. Ngay tại thời điểm này, tôi biết ai là bạn tôi, chân thành lo lắng cho tôi và ai chỉ muốn làm tiền tôi bằng cách bán buôn hy vọng cho tôi. Chúng ta đánh mất lương tâm vì chúng ta chỉ muốn kiếm tiền. Tệ hại hơn, tôi có thể kể cho các em nghe vài năm vừa qua, chúng tôi đã nói xấu đồng nghiệp, đối thủ của chúng tôi và không hề thấy khó chịu. Nếu hạ thấp được họ xuống để nâng mình lên, chúng tôi làm. Điều đó đang xảy ra trong ngành y và ở mọi nơi. Tôi thử thách các em, không để đánh mất lương tâm mình. Tôi trả giá đắt cho bài học và tôi hy vọng các em sẽ không bao giờ phải như vậy. Điều thứ nhì về số lượng bệnh nhân, dù ở bệnh viện công hay tư. Tôi có thể kể cho các em nghe, khi tôi làm trong bệnh viện với tập hồ sơ bệnh lý, tôi chỉ muốn làm cho xong càng nhanh càng tốt. Tôi chỉ muốn họ ra khỏi phòng khám bệnh của tôi càng nhanh càng tốt vì có quá nhiều bệnh nhân. Thực tế là vậy, đây chỉ là một công việc thường nhật. Lúc đó tôi có thật sự biết về cảm xúc của bệnh nhân của tôi như thế nào không? Không. Sự sợ hãi, nỗi lo âu của họ, tôi có thật sự hiểu điều gì họ đang trải qua không? Không. Mãi cho đến khi sự cố xảy ra với tôi. Tôi nghĩ rằng đây là một lỗi lầm lớn nhất trong xã hội của chúng ta. Chúng ta được huấn luyện để trở thành lương y, nhưng chúng ta không cảm được cho bệnh nhân. Tôi không đòi hỏi các em phải xúc động, vì như vậy cũng không chuyên nghiệp, mà chỉ hỏi chúng ta có thật sự cố gắng tìm hiểu nỗi đau đớn của họ không? Phần lớn là không. Tôi có thể chắc chắn như vậy. Do đó tôi thử thách các em luôn đặt mình vào cương vị của bệnh nhân. Bởi vì sự đau đớn, nỗi lo lắng, sợ hãi rất thực với họ, mặc dù không thực đối với các em. Ngay hiện giờ tôi đang chữa hóa trị lần thứ 5. Tôi có thể cho các em biết nó rất kinh khủng. Hóa trị là thứ mà các em không muốn, ngay cả kẻ thù của mình phải trải qua vì bị hành, đau đớn, ói mửa. Cảm giác khủng khiếp. Và bây giờ với chút năng lực còn lại, tôi tìm đến các bệnh nhân ung thư khác vì tôi thật sự hiểu được họ đau đớn, chịu đựng như thế nào. Hơi muộn màng và ít ỏi, các em có cả tương lai sáng lạn phía trước với tất cả tài năng và nhiệt huyết. Tôi thử thách các em, ngoài bệnh nhân của mình, hiểu thêm rằng có nhiều người ngoài kia đang thật sự đau đớn, thật sự khó khăn. Đừng nghĩ rằng chỉ có người nghèo mới phải khổ. Điều này không đúng. Những người nghèo khó vốn sẵn không có gì, họ dễ dàng chấp nhận. Do đó họ hạnh phúc hơn các em và tôi. Nhưng có nhiều người đang đau khổ về tâm thần, thể xác, tình cảm, vật chất. Họ có thật, chúng ta lựa chọn làm lơ hoặc chúng ta không muốn biết đến sự hiện hữu của họ. Do đó đừng quên, khi các em được thành danh, hãy với tay đến những người cần sự giúp đỡ. Bất cứ việc gì các em làm đều có thể mang đến sự khác biệt lớn cho họ. Bây giờ tôi ở vị trí của người tiếp nhận, tôi hiểu rõ, thấy khác khi có người thật sự chăm lo, khuyến khích mình. Nhờ vậy mà tôi vẫn có thể nói chuyện với các em hôm nay.
Tôi sẽ ngừng với lời sau. Trong cuốn sách có tựa đề là Những ngày thứ ba với Morris. Có lẽ một số các em đã đọc cuốn này. Mọi người đều biết rằng sẽ có ngày phải chết. Chúng ta ai cũng biết như vậy. Nhưng sự thực không ai tin. Vì nếu tin chúng ta đã sống một cách khác. Khi tôi phải đối diện với cái chết, tôi lột bỏ mọi thứ, chỉ tập trung vào thứ thiết yếu. Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này nghe qua trông thật mơ hồ, nhưng đó là sự thật và tôi đang trải qua. Đừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Đừng để môi trường bắt các em phải làm gì. Điều này đã xảy ra cho tôi. Tôi tưởng như vậy là hạnh phúc. Tôi hy vọng các em suy nghĩ lại và sẽ tự quyết định cuộc sống của chính các em. Không phải do người khác bảo ban mà là các em quyết định. Sống cho mình hay mang đến sự tốt đẹp cho đời sống của người khác. Hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho mình. Sự thật không như tôi đã tưởng. Tôi xin tóm lược. Trong cuộc sống, chúng ta biết sắp xếp thứ tự trước sau càng sớm, càng tốt. Đừng giống như tôi. Tôi không còn cách nào khác và đã phải trả giá đắt cho bài học này. Đoàn Trang vừa mang đến quý vị một bài viết rất cảm động và tôi nghĩ cũng rất là hữu ích cho cái quan điểm sống của chúng ta. Thưa quý vị, bài viết có tên Lời chia sẻ trước khi ra đi của một bác sĩ bị ung thư. Tiết mục này ngày hôm nay với tên gọi là Một câu chuyện trong tuần do chúng tôi phụ trách đến đây là chấm dứt. Kính chào tạm biệt quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi.